Với những giáo viên và học sinh của trường Trung học cơ sở Hồng Vân, xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, hình ảnh cậu học trò Nguyễn Đức Thiêm lớp 7A cõng bạn học Nguyễn Đình Tuấn bị khuyết tật đi lại và vui chơi trong sân trường đã không còn xa lạ. Câu chuyện của hai người bạn đã khiến nhiều người xúc động cảm mến. Tuấn không may mắn như mọi người, khi sinh ra em không được lành lặn như bao đứa trẻ khác. Đôi tay và đôi chân em yếu dần, teo lại theo thời gian, không thể đi lại sinh hoạt như người bình thường. Vì thế, Tuấn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và khi đến trường học. Khi đó, em Nguyễn Đức Thiêm là bạn học cùng lớp, cũng là đôi chân giúp Tuấn vui chơi cùng bè bạn. Thiêm tình nguyện hỗ trợ và cõng bạn ra sân trường vui chơi và thực hiện những hoạt động cá nhân ở trường. Với sự quan tâm của Thiêm, Nguyễn Đình Tuấn dù thiếu đi may mắn nhưng luôn nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Em cố gắng học tập tốt, được thầy cô giáo khen ngợi. Đôi bạn Thiêm Tuấn đều là những học sinh chăm ngoan học tốt. Với em Tuấn, tình yêu thương của gia đình, bạn bè thầy cô chính là điểm tựa để giúp em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống. Tôi thấy đấy là một hành động rất là đẹp, là một đôi bạn có tình cảm rất là gắn bó. Các em vẫn chơi với nhau rất là thân, bạn Thiêm vẫn rất là cố gắng giúp đỡ bạn Tuấn trong mọi hành động dù là nhỏ nhất. Tôi thấy đây là một hành động mà chúng ta cần phải nêu gương và để cho các em học sinh nhìn vào đấy một tấm gương sáng để học tập, để giúp đỡ bạn bè và giúp đỡ những người bị khuyết tật trong cộng đồng.